Nam là sinh viên báo chí năm 2 chuyên ngành báo ảnh. Sắp tới Nam cần sắm một chiếc máy ảnh nhỏ để phục vụ cho những bài tập thực tế. Tiết kiệm tiền làm thêm được một khoản, vẫn còn thiếu một chút. Gọi điện xin bố mẹ nhưng phải đầu tháng sau mới có gửi lên. Bạn bè đều là sinh viên nên cũng không ai dư tiền cho mượn. Trong khi deadline bài tập đang đến gần, kiếm tiền đâu ra để mua máy bây giờ? Nếu như bạn cũng từng ở hoàn cảnh giống như Nam, là sinh viên thiếu tiền nạp học phí, đóng tiền nhà, mua xe, sinh hoạt phí, phải đầu đầu suy nghĩ mượn tiền từ ai, hãy yên tâm vì đã có thẻ tiêu dùng dành riêng cho sinh viên của VRED, một giải pháp vay mượn tài chính đáng tin cậy nhất dành riêng cho sinh viên. Với hồ sơ đơn giản, là sinh viên năm 2 trở đi, bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, bằng điểm học kỳ gần nhất. Khi cần tiền gấp, có thể rút ngay tiền mặt sử dụng, chỉ tốn 9.900 đồng một lần rút, không phát sinh thêm chi phí làm thẻ hay phí duy trì thẻ. 6 ngân hàng có thể đổi pin và rút tiền, bao gồm Techcombank, VPBank, Vietinbank, Nam Á, Kiên Long, Vietcapital Bank. Có quyền thanh toán khoản vay trước hạn, không phát sinh thêm chi phí đáo hạn, thanh toán dễ dàng, nhanh chóng tại tất cả các cửa hàng tiện lợi hoặc qua ví Momo. Tại Việt Nam, để được vay tín chấp, bạn cần phải có một công việc ở một công ty, tổ chức nào đó với mức thu nhập tối thiểu từ 3 triệu đồng một tháng, với hợp đồng lao động ít nhất 1 năm. Nếu bạn đang là sinh viên và chưa có một công việc tạo thu nhập cố định, thì các ngân hàng sẽ không đồng ý cho bạn vay tiền mà không cần thế chấp. Với thẻ tiêu dùng dành cho sinh viên từ VRED, bạn có thể vay với hạn mức cố định cho sinh viên là 5 triệu với lãi suất thấp 28% trên một năm, tương đương với 2,33% trên một tháng, tính lãi theo ngày vay. Trả vay liên tục 36 tháng. Bạn có thể thanh toán cả lãi lẫn gốc một lần, với lãi được tính theo công thức 28% nhân số ngày nợ chia 365 ngày. Ví dụ, bạn vay 5 triệu vào hôm nay, 2 ngày sau có tiền trả ngày được, thì tiền lãi bạn phải trả theo công thức là 28% nhân số ngày nợ chia 365 ngày. Như vậy, số tiền bạn phải trả cho VRED là lấy 5 triệu nhân 28% nhân 2 ngày nợ chia cho 365 ngày bằng 7,67 ngàn. Mức lãi này thì tương đương với giá của một chiếc vé xe buýt. Hoặc bạn có thể chọn theo hình thức thanh toán trả góp hàng tháng. Từ ngày 2 đến ngày 28 hàng tháng, chọn một ngày thanh toán khoản vay gọi là ngày PD. Tới ngày PD, thanh toán tối thiểu 6% dư nợ gốc, tương đương với 300 ngàn. 300 ngàn này bao gồm 9.900 đồng phí rút tiền và lãi. Phần phí còn lại được trừ vào dư nợ gốc để giảm dư nợ gốc, tính lãi vào kỳ sau. Trong cuộc sống không lường trước được những rủi ro, chi phí cần trang trải gấp. Thẻ vay tiêu dùng dành cho sinh viên là giải pháp thông minh, hỗ trợ tài chính nhanh chóng và an toàn. Nếu như còn bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua fanpage của VRED hoặc qua email hỗtroa.vred.com.vn. Cũng đừng quên theo dõi kênh YouTube của VRED để đón xem những video hướng dẫn bổ ích về thẻ vay cũng như các sản phẩm ưu đãi khác của VRED nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành.